bước yêu lừa nghiệp dĩ, nghệ sĩ phong trần quanh năm phục vụ cho đời, vớt hải hồ rài đưa mai đây ra đi ta tiếc thương vì yêu nghệ thuật cầm ca rèn luyện quyện góp bằng cái lương báo nhân mặt khách tiền bối ngày xưa lưu dấu hậu lai đến đời nay trên nền văn nghệ đại đoàn phát huy chương trình ca kịch phổ biến lan sâu rộng trên khắp miền Tây Đông, diễn dù di chuyển nhằm thắng định tường kế tiếp lên đường tới xứ vừa là quận Trúc Giang. Bây lâu phiêu lãng xa cách quê nhà, hôm nay trở lại kiến hoàng xem phố phường đất nên phồn thịnh cảnh danh lam thơ mộng, dòng tiền giang xuôi ngược mong vừa xanh theo chiều gió lòng yên quanh lá lướt soi gương nước bạc bên dốc cầu hai hạt nghe giọng họ cô gái đò đưa suy tư cô lữ muốn ngỏ lời trao con nữ ấy nghĩ sao thấy má hồng dường như e thẹn dịu dịu hương lành nàng nghe nụ cười duyên chưa ẩn tình liên thương kia tay rẽ lối thẳng xuống miền Tây đoạn định hướng phong vinh để mô bài tinh hoa dòng sông Hậu khán giả đều ủng hộ tiếp cuộc hành trình khắp nơi tiện đường công viên tại tỉnh Ba Xuyên thu kết quá rất khả quan cả tứ phương tài cánh dồi dào đã xong trực chỉ thẳng xuống Bạc Liêu là xứ muối hữu danh đất vì nhiều ấm tình đồng nghiệp mà sông sâu ổn khúc tuy là nước mặn nhưng dòng đời ban tặng vào lúa gạo hoa màu tươi đẹp về miền Đông Bình Long nói liền Phú Dầu một giao thông rất tiện liên kết
miền Tây Đông. Biên Hòa đây là xứ bưởi ngọt thanh, sông dài đất rộng, khơi sông hồn nhiên. Mùa xuân hoa hoa vẻ sắc muôn màu, sắc hương thấm đượm ngọt ngào. Khách lữ hành thích thú biết bao, nhạn hạ lại qua từng đoạn ngoạn mục, sông lướt dậm chân khê. Từ thành thị đến thôn quê, kể ra cho vây khoảng dưới bớt nỗi niềm, lâm ven trầm lặng ưu phiền. Xót đau bao sự não lòng, thời đại sanh tưởng giữa thế kỷ 20, thì nữ cũng như nam phải chén vai lo tròn sứ mệnh. Đồng thời toàn thể dân Việt Nam ta góp công xây dựng để bảo vệ nước non nhà.